Xin chào mọi người. Khi nào mà có đông mọi người thì em mới bắt đầu chém gió ạ. Đây là một quyển sách mà một quyển tiểu thuyết nổi tiếng nhưng mà đến bây giờ em mới đọc. Không biết là ai đã đọc quyển sách tiểu thuyết nổi tiếng này rồi ạ? Ai đọc rồi ạ? Ruồi Trâu. Tiểu thuyết nổi tiếng Ruồi Trâu. Có là mọi người đang đi nghỉ lễ hay sao? Chưa thấy. Hôm nay thì em mới đọc quyển Ruồi Trâu này. Ai đã đọc Ruồi Trâu chưa ạ? Bây giờ mới đọc Ruồi Trâu. Ruồi Trâu tên tiếng Anh là The Gadfly. Chắc là mọi người thì có lẽ là sẽ thấy buồn cười khi mà đến bây giờ mới đọc Ruồi Trâu đúng không ạ? Thánh nào, cụ nào đã đọc Ruồi Trâu rồi có thể cùng chém gió bình luận một chút ạ. Ai đọc Ruồi Trâu rồi ạ? Xin chào mọi người ạ. Đây là quyển tiểu thuyết Ruồi Trâu ạ. Để quay lại cái bìa nhé. Quay lại cái bìa. Đây, Ruồi Trâu đây ạ. Ai đọc rồi ạ? Chắc ở đây thấy mấy thánh đang theo dõi livestream thì chắc là đã đọc Ruồi Trâu rồi ạ. Thật đáng buồn và cũng buồn cười là đến bây giờ mình mới đọc Ruồi Trâu, mặc dù là đã nhìn thấy quyển sách này cách đây khoảng 10, thậm chí là mười mấy năm rồi nhưng bây giờ mới đọc ạ. Vậy chúng ta sẽ cùng chém gió về Ruồi Trâu tí nhá. Thật là đáng buồn và buồn cười là đến bây giờ tôi mới đọc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Ruồi Trâu này ạ, của tác giả Ethan Lilian Vonister, một tác giả nổi tiếng. Và cuốn sách này được xuất bản cuối thế kỷ 19 năm 1897 tại Mỹ và tại Anh trong cùng cái thời gian đó. Khi mà tôi đăng cái bìa của cuốn Ruồi Trâu này lên ấy thì có một số người nói khen ngợi cuốn sách này rất hay, và chắc là mọi người cũng sẽ bất ngờ là một người cứ tưởng là đọc nhiều sách như tôi đến bây giờ mới đọc Ruồi Trâu ạ. Cách đây khoảng 10-15 năm thì tôi đã nhìn thấy cuốn sách này rồi nhưng mà không có ý định đọc ạ. Và sau này thì cũng càng không có ý định đọc. Mặc dù được một cô bạn ở trên mạng chia sẻ là cô ấy đọc Ruồi Trâu từ tiểu thuyết Thép Ra Tôi Thế Đấy, bởi vì nhân vật chính trong Thép Ra Tôi Thế Đấy là một tiểu thuyết nổi tiếng theo được viết theo phong cách văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa đúng không ạ, của Liên Xô, thì nhân vật chính là Pavel Kosygin, rất thần tượng nhân vật Ruồi Trâu ạ. Và khi mà tôi chưa đọc Thép Ra Tôi Thế Đấy nhưng mà đã từng liếc qua bộ phim truyền hình này ạ, khi mà được phát trên TV liếc qua một ít phút thôi, sau này được chiếu lại trên đài truyền hình Việt Nam. Nhưng mà tôi cũng không đọc, không xem. Tại vì bây giờ những cái bộ phim làm về thời Liên Xô, thời nước Nga xã hội chủ nghĩa thì mình nghĩ là cái giá trị của nó chỉ là nhất thời ấy, chứ nó không phải là những cái tác phẩm văn học có giá trị lâu dài, hoặc là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị lâu dài, cho nên không xem, không đọc. Tôi nghĩ là Ruồi Trâu này thì cũng có lẽ là như vậy. Có lẽ là cũng lại nói về cách mạng, rồi các chiến sĩ giống như là những nhân vật như là Pavel Kosygin, hoặc là nhân vật gì nhỉ? Một chiến sĩ cái gì Phong đấy nhỉ? Không phải là Trung Phong. Cái gì Phong của Trung Quốc thời xây dựng xã hội chủ nghĩa, thời Mao Trạch Đông ấy, thời cách mạng văn hóa trước đó nữa. Cho nên là mình bị cái ấn tượng xấu đó cho nên không đọc Ruồi Trâu ạ. Nhưng mà vừa rồi khi mà tôi cái cuốn sách này tôi được tặng
Đây là một cuốn sách cũng không cũ quá nhưng mà cũng không mới quá, thì tôi được tặng. Và tôi trước khi tôi gửi tặng cho những không gian đọc, những thư viện miễn phí, hoặc là gửi tặng cho những cái chương trình bán sách gây quỹ từ thiện, thì tôi cũng muốn đọc xem sao, tại vì cũng có một số người khen hay và nói rằng rất thích cuốn sách này, nên đọc đi. Thì tôi cũng đọc thử xem sao ạ. Tôi sẽ không nói về bút pháp cũng như là phong cách tiểu thuyết ở trong cuốn sách này, bởi vì cuốn sách này thì được vẫn viết theo cái phong cách viết cổ điển, tức là cái bút pháp viết tiểu thuyết cổ điển. Mà tôi nói về những cái nội dung rồi những cái câu chuyện mà mình rút tỉa ra, mình cảm nhận được khi đọc Ruồi Trâu. Khi mà tôi đưa thông tin về cuốn Ruồi Trâu này lên Facebook ấy, thì một chị bạn tôi là chị Hồ Cúc Phương ạ, chị nói rằng là chính bố chị là người đã hiệu đính cuốn sách này ạ. Cuốn sách này là cái bản dịch của hai tác giả Bắc Nam và Hà Ngọc, một bản dịch rất là hay, rất là xuất sắc, và cái phần hiệu đính cũng rất xuất sắc nữa. Tại vì cái phần hiệu đính ở trong đây thì qua đó chúng ta có thể biết được ví dụ như lý giải là kinh Dương Ước là gì, rồi cái viện thần học là gì, Pisa là thành phố ở đâu, rồi những cái từ ngữ ở trong Thiên Chúa Giáo ở của nước Ý nữa thì cũng đều được giải thích ở đây, hoặc là một số những cái bài đoạn kinh ở trong kinh thánh của Thiên Chúa Giáo. Tôi sẽ không nói nhiều về nội dung cuốn sách này nữa, bởi vì tôi nghĩ là chắc chắn có nhiều người đọc rồi, chỉ một người vớ bẩn như tôi thì mới đến bây giờ mới đọc Ruồi Trâu thôi. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng cuốn sách này, nếu như mà trước đây mình đọc hồi trẻ, hồi sinh viên những năm 2000, những năm cuối những năm 90, năm 2000, hoặc là khi mình mới đi làm, mình đọc cuốn sách này thì nó sẽ có cái cảm nhận khác với bây giờ, một người đã lăn lộn chém gió một tí đi rồi thì nó cũng sẽ có cảm nhận khác nhau. Ở đây tôi chỉ nói là cái điều cảm nhận của tôi về Ruồi Trâu ấy là nó gợi cho mình một số cái suy nghĩ. Đó là câu chuyện về nếu là những người ruột thịt với nhau ạ, ví dụ như là vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em trong nhà, những người vô cùng thân thiết, vô cùng với người ruột thịt rất gần gũi, mà có cái sự quan điểm khác nhau về hệ tư tưởng ấy, rồi về rộng hơn nữa là về tôn giáo ạ, mà nó đối chọi nhau ạ, nó không chỉ khác nhau nữa, và nó không thể dung hòa với nhau mà nó đối chọi nhau, như là nhân vật Ruồi Trâu này và cha Đảo, và đó cũng là cha ruột của anh, là một vị giám mục và sau này trở thành một vị hồng y giáo chủ ấy, một vị hồng y ấy, thì người ta sẽ xử sự ra sao, và bản thân của mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ xử sự thế nào ạ? Bởi vì trong tiểu thuyết thì dễ, và khi mà chúng ta quan sát người khác, chúng ta nhìn thấy những câu chuyện của người khác. Ví dụ như là tôi biết có một số người bạn mình, một người theo đạo Phật, một người theo đạo Thiên Chúa Giáo, họ yêu nhau nhưng mà họ không thể vượt qua được quy định của gia đình và của tôn giáo. Ví dụ như là đạo Phật, nếu mà lấy một người bên Thiên Chúa thì cũng bình thường thôi, đạo ai người đấy giữ. Nhưng mà theo tôi biết bên Thiên Chúa Giáo thì nếu như mà ai mà kết hôn với người bên Thiên Chúa Giáo thì bắt buộc phải cải đạo, ít nhất là phải đi học giáo lý mấy tháng, rồi phải chịu lễ rửa tội và phải theo đạo Thiên Chúa. Như vậy thì mình có chấp nhận hay không? Và một cô bạn của tôi trước đây thì một cô bạn tôi quen ấy, thì cũng là một tín hữu, một tín hữu vô cùng ngoan đạo của Thiên Chúa Giáo. Nếu mình ở trong cái hoàn cảnh đấy, mình có vượt được qua hay không ạ? Và mình sẽ xử lý như thế nào ạ? Trong gia đình tôi thì bác tôi là con một gia đình Phật tử, và bác cũng là một Phật tử, nhưng mà bác gái thì lại là một người theo Thiên Chúa Giáo ạ. Và đến khi hai bác lấy nhau thì bác trai phải từ bỏ tôn giáo của mình là Phật giáo
để làm lễ rửa tội và phải học kinh thánh. Mặc dù là chỉ học gọi là đối phó thôi để lấy nhau. Và trong vòng hơn 10 năm trời, 15 năm trời ấy, thì bác trai phải thỏa hiệp với điều đó. Bác trai phải thỏa hiệp là gần như bác không nói gì đến tôn giáo, không nói gì đến Phật giáo nữa, là cái tôn giáo của gia đình và của bác nữa, mà theo bác gái. Nhưng mà sau này thì bác trai thì lại vẫn tìm về với Phật giáo ạ. Thì tất nhiên là tôi nghĩ rằng mỗi gia đình sẽ có cái, và mỗi con người sẽ có cái xử lý khác nhau ạ. Nhưng mà nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì mình sẽ xử lý như thế nào ạ? Nếu như mình trong cái hoàn cảnh với cha mẹ mình, với vợ mình, với chồng mình, với con em mình, với anh chị em mình là những người có cái hệ tư tưởng, quan điểm khác nhau, nó không chung sống hòa bình được nữa, nó không dung hòa được với nhau nữa, mà nó như nước với lửa, như trường hợp của Arthur là rùa trâu với Đức Giám mục sau này trở thành Hồng Y Giáo chủ, một quan chức của Vaticano, Vatican ấy, tiếng Anh gọi là Vatican, ở tiếng Việt gọi là Vatican, nhưng mà tiếng Ý gọi là Vaticano. Đồng thời cũng là cha ruột của anh, một người cha không được thừa nhận, không được biết tới rộng rãi, không được thừa nhận, thì sẽ xử lý thế nào ạ? Nếu như mà mình có thể rời xa họ, mình không thể dung hòa được nữa, nước với lửa không dung hòa được nữa, mình có thể rời xa họ, nhưng liệu rằng trong một số trường hợp mình và họ có đến mức là kình địch, cầm gươm cầm súng để chống đối nhau hay không ạ? Nhắc đến chuyện này thì như quý vị đã biết, ở Việt Nam trong vòng 100 năm qua có cái sự phân tranh Bắc Nam, và thực chất đó là một cuộc nội chiến Bắc Nam, và giữa hai hệ tư tưởng là hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa cộng sản và hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa dân chủ, và bên nào cũng có cái lý lẽ của mình và bên nào cũng cho mình đúng, và nó không dung hòa được với nhau, không tìm được tiếng nói chung. Và kết cục cộng với sự hô hào ủng hộ hay là gọi là viện trợ của ngoại bang nữa, họ có cái sự mặc cả trên vận mệnh của đất nước Việt Nam, thì hai bên đã cầm gươm cầm súng với nhau trong vòng mấy chục năm trời. Và tôi nghĩ rằng theo tôi thì không chỉ tôi nghĩ đâu, mà nhiều người cũng cho rằng là bây giờ hai cái hệ tư tưởng đó, hai quan điểm đó nó vẫn chưa hòa hợp được với nhau. Chúng ta nói là hòa hợp dân tộc, nhưng mà có lẽ rằng còn một quãng đường rất xa. Thì ở đây cũng là một câu chuyện giữa ruồi trâu và cha của mình, đồng thời là một vị vừa là cha ruột, đồng thời là một vị cha tinh thần, một vị cha tâm linh. Ruồi trâu là một người theo học, từng là một tín đồ công giáo thuần thánh, một tín đồ công giáo ngoan đạo ạ, một con chiên ngoan đạo, theo học ban chiết với cha của mình, đồng thời là vị cha tinh thần, một vị cha ruột trong bí mật. Nhưng mà sau này anh ta đã phát hiện ra câu chuyện đó, câu chuyện là vị cha tinh thần, Đức Giám mục vô cùng trang nghiêm, vô cùng đạo mạo, hóa ra là một vị đã phạm lời thề với Chúa, tức là ông ấy đã yêu một người phụ nữ là mẹ của ruồi trâu và sinh ra ruồi trâu, và anh ta đã đổ vỡ hoàn toàn, anh ta không còn tin vào Chúa nữa. Và sau này thì anh trở thành một kẻ vô thần trong những cái cuộc kháng chiến, tham gia cùng với những cái cuộc chiến tranh du kích và những cái cuộc phong trào cách mạng của các đảng của nước Ý hồi đó vào những năm 1930 để chống lại sự cai trị của đế quốc Áo, với sự tiếp tay của nhà nước Vatican, nhà nước thần quyền Vatican. Mà ở đó là tiêu biểu là nhân vật cha của anh là Đức Giám mục, Đức Hồng Y Giáo chủ sau này. Hai bên cái quan điểm nó không còn thỏa hiệp với nhau nữa. Ruồi trâu kiên quyết chống Thiên Chúa giáo nói chung và chống lại sự
áp bức của đế quốc Áo cũng như là sự tiếp tay của chế độ thần quyền La Mã, công giáo La Mã đến cùng. Và đọc ở trong cái đoạn cuối này thì tôi không biết là những người theo đạo Thiên Chúa cũng giống như là theo đạo Tin Lành sẽ nghĩ thế nào khi đọc những cái quyển sách thế này ạ. Tôi là một người theo đạo Phật, tôi đọc một số quyển sách phê phán đạo Phật thì đôi lúc cũng cảm thấy hơi gai gai người, hơi thấy kiểu như là cũng nhột nhạt. Ví dụ như trong một cái cuốn sách nổi tiếng Đức Phật lịch sử của Schumann, là một nhà nghiên cứu nổi tiếng người Đức ấy, thì ông ấy có nhận xét là Đức Phật Thích Ca có thể lại là một người không biết chữ. Bởi vì theo ông đó rằng ông ấy khảo sát các tài liệu trong các kinh và các thứ, ông ấy nói rằng là không có một cái tài liệu nào nói rằng Đức Phật Thích Ca viết chữ cả. Đấy, thì thấy là quan điểm của Schumann và ông ấy đưa ra những cái quan điểm như thế và có vẻ rất thuyết phục. Thì thấy mình thấy nếu như mà một Phật tử nào mà đã kiểu như là theo đạo Phật hoặc là vô cùng ngưỡng mộ hoặc thậm chí đến mức là thần thánh hóa Đức Phật Thích Ca thì có thể đọc cái đó là thấy thế nhột nhạt hoặc là thấy gai người. Tại sao lại bảo Đức Phật này không biết chữ? Hoặc là trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục ấy, của một nhà nghiên cứu người Việt là ông Phan Kế Bính, thì ông Phan Kế Bính có viết rằng đại ý là Đức Phật Thích Ca khi mà khoảng 80 tuổi già thì bị tức là ăn phải cái nấm độc nấu với mỡ lợn và hay bị ngộ độc phải chết. Rồi đại khái là Phan Kế Bính viết những cái lời mà bây giờ nếu như người theo đạo Phật thì sẽ cho rằng đấy là phỉ báng đạo Phật, thậm chí là rất vô cùng quá quắt, nói rằng là Phật Thích Ca là thế này là thế kia. Rồi các nhà nho Việt Nam trước đây cũng viết những cái lời về đạo Phật rất gay gắt, đại khái là không biết đến công ơn của cha mẹ gì cả, bỏ nhà để đi tu, để tất cả các thứ đấy là một người bất hiếu, đại bất hiếu, vân vân. Tôi quay lại câu chuyện của Phan Kế Bính trong Việt Nam Phong Tục thì ông có biết rằng đại khái là Phật Thích Ca sau này ăn phải nấm độc với mỡ lợn là chết. Đấy, thì đó là những câu chuyện đấy. Thì tất nhiên mình đọc thì mình thấy cũng cái bước đầu thì cũng thấy là nó hơi nhột nhạt. Rồi nhưng mà mình cũng thử tìm hiểu tại sao họ lại viết như thế. Và mình cũng có những kiến giải của mình. Thì khi mà tôi đọc Vừa Châu thì tôi không biết là các bạn là người Thiên Chúa giáo hay là người Tin Lành ấy, đọc Vừa Châu, nhất là các bạn Thiên Chúa giáo, Công giáo La Mã đấy, đọc Vừa Châu thì sẽ có cảm giác như thế nào ạ? Sẽ thấy là nhột nhạt, gai người hay là sẽ thấy như thế nào ạ? Nhưng mà đây là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đúng không ạ? Và đã xuất hiện hơn 100 năm nay rồi. Và cái cuốn tiểu thuyết này thì như là nó được xuất bản ở Nga năm, theo Wikipedia, được xuất bản ở Nga năm 1898, tức là cách đây hơn 100 năm. Và đặc biệt nó gây tiếng vang vô cùng rộng rãi sau cách mạng tháng 10 Nga. Sau cách mạng tháng 10 Nga là Liên Xô được thành lập ấy. Và đây là cuốn sách được bán chạy nhất ở Liên Xô khi đó và được rất được ưa chuộng ở Trung Quốc ạ. Rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. Và theo Wikipedia, tức là từ điển Bách Khoa mở, họ thống kê là cho đến khi tác giả mất thì số lượng đầu sách bán ra là khoảng 2 triệu rưỡi bản ở Liên Xô. Và nhiều thế hệ người dân ở đây và các nước xã hội chủ nghĩa đã lớn lên dưới ảnh hưởng của tác phẩm này và tinh thần khắc kỷ của nhân vật chính Arthur, biệt danh là Ruồi Châu. Chàng thanh niên đã hiến dâng cả cuộc đời mình, hy sinh tất cả tình cảm riêng tư cho lý tưởng cách mạng. Và như tôi đã nói, khi một cô bạn khuyên tôi đọc cuốn sách này thì cô ấy nói rằng là cô ấy đọc cuốn sách này cũng bởi vì là nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng, tiểu thuyết nổi tiếng của Liên Xô là Thép Đã Tôi Thế Đấy, là Pavel Kosugi, một nhân vật, một tiểu thuyết được viết theo phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa, rất thần tượng nhân vật Ruồi Châu. Và sau này thì vừa rồi thì mới có thời gian để tôi phải đọc thử xem sao. Thì đấy, thì tôi không quay lại câu chuyện bi kịch cá nhân hoặc là cái câu chuyện bi kịch định mệnh người cha đối mặt người con, người con đối mặt với người cha, như là chị bạn tôi chia sẻ bình luận ở trên Facebook, mà tôi lại suy nghĩ ở góc độ là nếu là ruột thịt với nhau vô cùng thân thiết trong một gia đình mà lại mỗi người lại theo cái quan điểm tư tưởng khác nhau, hệ tư tưởng khác nhau, thậm chí tôn giáo khác nhau và không thỏa hiệp, không chung sống hòa bình được với nhau, đạo ai người đi theo,
Và khi đó thì liệu rằng người ta có cầm gươm cầm giáo để chống lại nhau hay không, để giết chóc nhau hay không? Tức là vì lý tưởng, chúng ta gọi là lý tưởng đấy, nhưng mà thực ra là gọi chính xác đấy là hệ tư tưởng. Vì tôn giáo, vì tín điều, người ta có cầm gươm cầm giáo, bước qua tình cảm ruột thịt hoặc là bạn bè thân thiết. Ở đây tôi không nhắc tới trường hợp bạn bè thân thiết, mà tôi nói là trường hợp ruột thịt. Bởi vì trường hợp của Arthur và linh mục, đức giám mục Montanelli thì đấy là cha con, tình cảm cha con, mặc dù là nó không được thừa nhận, phải giấu giếm. Đấy là một cuộc tình gọi là vụng trộm, bước qua cái ranh giới đạo của đạo, cái quy tắc về đạo đức, của quy tắc về tôn giáo, những cái giáo luật. Thì đức giám mục đã có người con ngoài ý muốn ạ. Mặc dù sau này ông ấy rất yêu mến người con đó và dành mọi cái tình cảm, mọi điều kiện cho người con đó là Arthur. Nhưng mà đấy, tôi đặt ra vấn đề là nếu như trong một gia đình mỗi người theo một tôn giáo khác nhau, hoặc theo một chủ thuyết khác nhau, một tín điều khác nhau, một hệ tư tưởng khác nhau, thì nếu không chung sống được, nếu không tìm cách dung hòa được với nhau và tôn trọng nhau, thì một lúc nào đó họ có cầm súng cầm gươm để bắn giết nhau hay không? Người ta vì cái tín điều đó, vì cái mà có thể có lúc được gọi là lý tưởng đó, gọi là lý tưởng chắc là gắn với cách mạng thì người ta có sẵn sàng vứt bỏ cái tình cảm ruột thịt, tình cha con, tình vợ chồng, tình anh em, tình mẹ con, tình mẫu tử, để cầm gươm cầm giáo chống lại nhau vì cái lý tưởng hay là vì cái tín điều đấy không ạ? Và trong bản thân của mình thì nếu bản thân của tôi ở trong trường hợp đó thì tôi chưa biết giải quyết làm sao nữa. Tôi chỉ lấy ví dụ bây giờ, ví dụ như là nếu như mình là Phật tử hoặc là anh chị là Phật tử, mà hoặc là những người không theo một tôn giáo nào khác mà lại nghiêng về kiểu như vô thần, tức là không tin về một thần thánh nào khác, mà lại và tin rằng là chỉ có học khoa học kỹ thuật thôi, nhưng mà kết hôn với một người, đặc biệt là những người theo Tin Lành hoặc là theo đạo Thiên Chúa chẳng hạn, tức là Kitô giáo La Mã đấy, thì mọi người sẽ chấp nhận được đến như thế nào để chung sống dung hòa với nhau? Bởi vì nếu như mà lập gia đình với một người Tin Lành hay một người Thiên Chúa giáo thì đương nhiên sẽ phải theo cái tôn giáo đó, phải chấp nhận rửa tội, phải cải đạo. Nhưng mà cái việc mà chúng ta theo đến mức độ thế nào thì tôi nghĩ là chắc còn tùy thuộc mỗi người. Ví dụ như có một người họ hàng xa của tôi thì chú đấy gia đình không theo một tôn giáo nào hết, nhưng mà đương nhiên là có thờ bà tổ tiên rồi, và thỉnh thoảng thì cũng đi chùa đền miếu, và sau này lấy vợ thì vợ lại theo tôn giáo theo Thiên Chúa giáo ạ, và là Bắc Năm Tư ạ, tức là theo đạo đạo Thiên Chúa người Bắc Năm Tư ở trong này. Nhưng mà sau này thì chú đấy thì khi mà lấy vợ thì cũng phải đi học giáo lý, rồi cũng rửa tội khi mà lấy vợ đấy ạ. Nhưng mà sau này thì chắc là những chú đấy bảo chả đi đến nhà thờ gì cả, không thích đi đến nhà thờ, cũng không chịu đọc kinh. Và ở trong gia đình thì khi mà một người em trai mất ấy thì gia đình vẫn lập bàn thờ. Tôi được biết là sau này sau công đồng Vatican II năm 1962 thì Vatican cho phép các nước, các giáo hội của các nước châu Á được phép cho người dân được phép thắp hương và thờ ông bà tổ tiên. Còn trước đó thì coi đấy là ma quỷ. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà tôi vừa nói chuyện với một số người bạn bên Thiên Chúa thì họ cho biết là trong nhà thờ, có một số nhà thờ họ đồng ý cho thắp hương. Ví dụ như nhà thờ Kỳ Đồng thì ở trước tượng Đức Mẹ ở hang đá Lộ Đức ấy, thì nhà thờ Kỳ Đồng còn để một cái giỏ hương, cái giỏ nhang ấy, cái thùng nhang, thùng hương rất to để mọi người ai muốn thắp hương, thắp nhang thì có thể thắp ở đó. Rồi trước cổng nhà thờ Kỳ Đồng là có một số người họ bán đồ lễ cúng, rồi có bán cả hương cả nhang nữa. Và ở miền Bắc thì có một số gia đình theo đạo Thiên Chúa mà tôi được biết thì họ vẫn thắp hương, lập bàn thờ ông bà tổ tiên. Nhưng mà có một số người bạn của tôi theo đạo Thiên Chúa ở trong này thì họ nói rằng
việc thắp hương ấy thì cũng tùy thôi, có nhà thờ thì họ thắp, có nhà thờ không thắp. Và còn ở gia đình ấy thì các tín hữu Thiên Chúa giáo thì họ vẫn đốt nến và đốt trầm ạ. Trong cuốn Rủi Châu này thì có nhắc đến có một cái đoạn cuối đấy, khi mà Đức Giám mục, Đức Hồng Y giáo chủ làm lễ ấy. Sau khi mà Rủi Châu đó bị giết chết, bị xử bắn thì ông có làm lễ, và trong đó thì có một câu văn tả cảnh ông đốt trầm ạ, đốt trầm hương ạ. Vâng. Thì như vậy là cái việc đốt trầm hương ấy là đã có từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến Công đồng Vatican hoặc là đến sau này thì các nhà thờ châu Á mới làm, đúng không ạ? Dông dài câu chuyện như vậy, để quay lại câu chuyện trong cuốn Rủi Châu, và tôi lại quay lại câu chuyện là khi người ta là những người thân yêu ruột thịt đối mặt với nhau và người ta lại không cùng quan điểm về tôn giáo, về triết thuyết, về hệ tư tưởng ạ, và không thể dung hòa được với nhau, thì người ta sẽ làm sao? Nhất là lại có cái sự kích động hoặc là sự lôi kéo của những thế lực, của những ngoại lực, của những tha lực bên ngoài. Thì lúc đấy liệu rằng người ta có bước qua, người ta có xé bỏ, người ta có dẫm nát tình ruột thịt để người ta vung gươm, vung giáo giết nhau hay không ạ? Vì cái quan điểm, vì cái tín điều, vì cái tôn giáo, vì hệ tư tưởng mà họ theo đuổi ạ. Đây là tiểu thuyết Rủi Châu ạ. Thì đó là cái điều mà tôi nhận được khi mà tôi đọc Rủi Châu. Tôi nghĩ rằng câu chuyện đó có lẽ là cũng là cái câu hỏi của nhiều người ạ. Ở một đất nước như Việt Nam, khi mà có nhiều nền triết thuyết, nhiều hệ tư tưởng hiện nay, rồi nhiều tôn giáo hiện nay đang đan cài với nhau ạ, và chúng ta cũng đang sống ở trong cái tình trạng đó. Ví dụ gia đình tôi thì cũng không theo một tôn giáo nào cả. Bố mẹ không theo tôn giáo nào cả, chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên thôi. Và mẹ thì cũng đi chùa thôi, nhưng mà cũng chỉ có đi cúng lễ thôi, chứ cũng không hề biết đến kinh kệ gì cả, bởi vì không được dạy, không có thời gian đọc hoặc là nghe. Còn bố tôi thì cũng có nghe, có đọc sách về đạo Phật, nhưng mà cũng không theo, không phải là hai người đó không phải là tín đồ đạo Phật. Đặc biệt là bố tôi thì lại theo quan điểm gọi là vô thần, chết là hết, tức là chỉ tin vào khoa học kỹ thuật thôi. Và tin rằng như vậy mới là sáng suốt, còn tất cả các tôn giáo đều là thuốc phiện của nhân dân như kiểu câu của Các Mác thì phải, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng người miền Bắc ấy, đặc biệt là những người ở bờ Bắc sông Bến Hải, đặc biệt là từ năm 1975 trở về trước, hoặc là từ những cái năm 86 trở về trước, thì cái câu chuyện đó, cái quan điểm đó nó càng gọi là vô cùng gọi là đanh thép hùng hồn. Người ta tin rằng chết là hết. Người ta nghĩ rằng tôn giáo chỉ là sự, nó là thuốc phiện của quần chúng nhân dân, để đầu độc quần chúng nhân dân, mê hoặc quần chúng nhân dân. Thì họ nhìn tất cả các tôn giáo như các tôn giáo tín ngưỡng khác như vậy, và họ chỉ tin vào quan điểm duy vật, quan điểm vô thần, phủ nhận tất cả các đời sống tâm linh thần thánh, cũng như là phủ nhận tất cả những cái, nói rộng ra là phủ nhận tất cả những cái triết thuyết, các quan điểm triết học khác, các hệ tư tưởng khác. Vậy thì trong một gia đình, nếu như có những người con, người cha mẹ theo những quan điểm khác mà không dung hòa được với nhau thì sẽ xử lý thế nào? Tôi nhớ khi đọc cuốn Muôn Dặm Không Mây là tự truyện của cô Tôn Thư Vân. Cô này là người Anh gốc Hoa, là một cô học ở Cambridge, là một trường đại học rất nổi tiếng của Anh ạ. Cuốn Muôn Dặm Không Mây, Không Mây. Thì cô Tôn Thư Vân cho biết là bố cô ấy là một chiến sĩ tham gia phong trào giải phóng Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên năm 1951-1953, khi mà Trung Quốc viện triều để đánh lại Mỹ và đồng minh. Tức là người ta gọi là chí nguyện quân của Trung Quốc ấy, vượt qua sông Áp Lục, biên giới giữa tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc và Triều Tiên để kéo sang chống lại Mỹ và đồng minh, và Nam Hàn và Hàn Quốc. Và Hàn Quốc đấy, Nam Hàn là Hàn Quốc. Thì bố cô ấy lúc đó cũng là một chiến sĩ, tức là gọi theo cái ngôn ngữ của cách mạng bây giờ là một chiến sĩ cách mạng kiên trung,
ông không tin một cái gì hết, ông không tin thần thánh, và ông và tất cả những người Trung Quốc ở đấy đều nghĩ rằng là chẳng có thần thánh nào, chẳng có Bồ Tát, chẳng có Phật nào đến cứu người dân Trung Quốc thoát khỏi đế quốc Xài Lan cả, mà chỉ có Mao Trạch Đông thôi, Mao Chủ tịch với là vị cứu tinh của Trung Quốc ạ. Và đọc đến đoạn đó thì tôi lại buồn cười, tại vì cô Tôn Thư Vân cô viết rằng thế nhưng mà buổi sáng hàng ngày thì tất cả những người dân Trung Quốc những cái năm 50, 60 đấy ạ, và đặc biệt là thời kỳ cách mạng văn hóa, thì mỗi buổi sáng thức dậy đều phải hướng về phía đông, tức là hướng mặt trời mọc đấy, và cầu cho Mao Chủ tịch sống lâu. Coi Mao Chủ tịch như là một vị cứu tinh của người Trung Quốc, của một đất nước Trung Quốc Cộng sản, của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vậy thì nó có khác gì thần thánh không ạ? Nó có khác gì thay vì tụng niệm những vị thần thánh, một Chúa Giê-xu, một vị Chúa cứu thế theo quan niệm của Thiên Chúa Giáo, của Tin Lành cách đây 2.000 năm, hoặc là một vị Phật Thích Ca, hoặc là một vị Khổng Tử, Lão Tử sống cách đây 2.500 năm, 2.600 năm. Thì người dân Trung Quốc dưới chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là người ta gọi là Trung Quốc Đại Lục đấy, và bây giờ nữa là người dân Triều Tiên ạ, thì họ hướng về phương Đông và cầu nguyện cho Mao Trạch Đông sống lâu, và coi Mao Trạch Đông, coi Kim Nhật Thành, cha con Kim Nhật Thành mới là những người cứu tinh cho dân tộc. Vậy thì có phải là thực chất, có phải là mình thay thế một vị thần khác, một vị chúa khác bằng một vị thần chủ, một vị chúa tể mới hay không? Đó có đúng không ạ? Và câu chuyện của cô Tôn Thư Vân tiếp rằng là khi bố cô ấy theo quan điểm như vậy và được xem là cách mạng, thì bà ngoại của cô ấy lại rất tin về thần Phật, trời Phật và những cái lời răn dạy của người xưa về sống lương thiện. Bố cô Tôn Thư Vân thì mặc dù không đồng quan điểm với bà ngoại, tức là cho rằng bà ngoại mê tín dị đoan, nhưng mà ông thì lại là một người vô cùng hiếu thảo với mẹ vợ, bởi vì ông là con một địa chủ là trung nông thôi, mới lại tiểu nông thôi, chứ không phải là đại phú nông ở Trung Quốc. Và khi ông nghe theo lời hiệu triệu của Mao Trạch Đông và của cách mạng, thì ông đã bỏ nhà ra đi, ông đi theo tiếng gọi của cách mạng để giải phóng nhân dân Trung Quốc khỏi Quốc dân đảng, khỏi Nhật và khỏi đế quốc Xài Lan, khỏi Mỹ và các nước khác xâu xé Trung Quốc. Đấy thì theo cái quan điểm tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và ông không thừa nhận gia đình mình nữa. Thậm chí đến cuộc cải cách điền địa năm 1951-53, ông coi như là gia đình mình đã chết rồi. Ông không về gặp cha mình, cha mẹ mình, ông coi như là cắt đứt hoàn toàn. Ông coi họ như là những kẻ bóc lột. Và đấy, ông cắt đứt hoàn toàn với gia đình từ đấy. Và đến sau này ông lấy vợ thì ông cũng không quay trở về. Thậm chí đến khi cha mẹ ruột ông chết, ông cũng không quay trở về nữa. Và, nhưng mà ông đối xử với mẹ vợ vô cùng hiếu thảo, vô cùng tốt. Và cái câu chuyện đây là ông theo quan điểm vô thần, và tôi hay gọi là duy vật biện chứng ấy, hay là gọi là khoa học kỹ thuật ấy, tin vào khoa học kỹ thuật, không tin có trời Phật, không tin có thần Phật nào hết, chỉ tin có Mao Trạch Đông là vị chúa tể cứu nạn cho nhân dân Trung Quốc thoát khỏi thực dân phong kiến Xài Lan thôi. Nhưng mà bà mẹ vợ của ông thì lại tin vào Đức Phật, tin vào trời Phật, và hai người vẫn có thể sống chung được với nhau, mặc dù là có những lần ông đã đem cái tượng Phật của bà mẹ được tặng đi, một pho tượng Phật nhỏ được do một vị du tăng, tức là một vị tăng đi giáo hóa, đi hoàng pháp các nơi ấy, đi khất thực và đi hoàng pháp các nơi, không có ở một nơi nào cố định, ông ấy tặng cho bà mẹ vợ của, tức là bà ngoại của cô Tôn Thư Vân, cái pho tượng Phật nhỏ đó, thì cha của cô Tôn Thư Vân lại đem cái pho tượng ấy bán đồng nát, bán ve chai đó. Và sau này thì nếu quý vị có thể rõ hơn thì có thể tìm đọc được cái cuốn sách, cái cuốn tự truyện Muôn Dặm Không Mây của cô Tôn Thư Vân, rất hay. Thì ở đây tôi lại quay lại câu chuyện, tức là hai người cùng chung sống với nhau trong một mái nhà. Ở đây là con rể và mẹ vợ, họ không đồng quan điểm với nhau. Một đằng thì cho rằng mình là sáng suốt, chỉ mình là nhất. Một đằng và coi bên kia, coi bà mẹ vợ là mê tín dị đoan, vớ vẩn tào lao. Còn bà mẹ vợ thì lúc đấy nhìn thấy cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, bà ấy sợ quá, toàn thấy chém giết, thây chất đầy đồng, rồi máu chảy đầy sông. Bà ấy bảo là tại sao xây dựng xã hội chủ nghĩa theo lời kêu gọi của Mao Chủ tịch mà lại chém giết kinh thế, chết nhiều người thế.
liệu điều đó có đúng hay không? Đó. Và bà đấy quay lại với cái lòng nhân từ bác ái của đạo Phật cũng như là của tôn giáo truyền thống của Trung Quốc. Những cái quan điểm mà người ta, những cái làm nên cái giá trị đạo đức người ta đã trải qua hàng nghìn năm. Và ở đây là câu chuyện là khi mà hai người có hai quan điểm khác nhau về hệ tư tưởng, triết học, về đời sống tâm linh, về tín điều như thế, và về tôn, tôi không gọi là tôn giáo, nhưng mà thực ra gọi trong một trường hợp, trong một góc độ có thể gọi là tôn giáo cũng được, thì người ta sẽ dung hòa với nhau là như thế nào ạ? Câu chuyện của cô Tôn Thư, của bố cô Tôn Thư Vân và bà ngoại cô ấy là hai người có thể dung hòa lại với nhau. Bởi vì khi mà bị bố cô Tôn Thư Vân tấn công, tức là lấy cả tượng Phật của mình đi để bán đi cho đồng nát ve chai, bà ngoại cũng không phản ứng. Bà ngoại rất buồn nhưng mà cũng không phản ứng. Bà ngoại vẫn luôn nói rằng đấy là một người con rể rất tốt, vô cùng tốt. Bà không phản ứng. Nhưng mà trong trường hợp khác thì sao? Trường hợp của Arthur và Đức Giám Mục ở trong quyển Ruồi Trâu này thì sao? Arthur đã vung gươm, cầm súng để chống lại cái mà anh gọi là tín điều, gọi là giáo điều mà Đức Hồng Y Giáo Chủ, cha anh làm đại diện, cùng với cái hệ thống tín điều của Thiên Chúa Giáo, và cụ thể hơn là của Công giáo La Mã, của Vatican ạ. Thì đó, nếu như là mình trong cái hoàn cảnh đó thì sao ạ? Có lẽ mọi người đều rất là may mắn và hạnh phúc khi mà được sống trong một gia đình hoặc là với bạn bè thân, vô cùng thân, không xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái quan điểm vênh nhau về hệ tư tưởng, về các tín điều hay là về tôn giáo. Nhưng nếu chẳng may gặp trường hợp như thế, ví dụ gia đình mình, cha mình, mẹ mình, hoặc là vợ mình, chồng mình, hoặc con mình làm như thế, thì lúc đấy mình sẽ xử lý thế nào? Ví dụ bây giờ gia đình mình thờ ông bà tổ tiên, nhưng mà con cái sau này lại không thờ nữa, lại đem bát hương vứt đi, bát nhang vứt đi thì sẽ xử lý thế nào? Giống như câu chuyện cách đây mấy năm tôi đi về miền Bắc, tôi đến thăm một cụ đại tá, cụ ngoài 80 tuổi, cụ vô cùng tốt, và có lẽ là cụ là cái người cộng sản hiện hiếm hoi, không nhiều hiện nay, đúng nghĩa là cộng sản, tức là cả đời cụ chỉ làm việc tốt cho mọi người thôi, còn không có màng gì đến lo cho bản thân mình cũng như là cho gia đình mình ạ. Thì khi mà chúng tôi đến nhà cụ thì chúng tôi thấy ở trên nhà không hề có những cái bàn thờ bát hương gì cả, mà chỉ ở giữa nhà là có một lá cờ tổ quốc một lá cờ tổ quốc treo ở giữa nhà thôi ạ, và có tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Về sau cụ kể là bao nhiêu năm nay cụ không hề cho gia đình thờ ông bà tổ tiên, mặc dù là gia đình không theo một cái tôn giáo nào hết, nhưng mà cụ không cho phép, không cho vợ và con cái thờ cúng bố mẹ cụ khi mà đã mất, cũng như là ông bà tổ tiên. Mãi vài năm gần đây thì cụ mới cho phép vợ cụ và con cái được phép lập bàn thờ ông bà tổ tiên ở cái nhà bên cạnh ấy, tức là cái nhà của cụ nhưng mà là cái nhà bên, còn cái nhà chính là cái căn nhà cũ ấy, thì cụ không cho phép lập bàn thờ, nhưng mà ở giữa nhà là có một lá cờ tổ quốc và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó, thì rõ ràng đấy cũng là cái quan điểm khác nhau ấy chứ. Đấy cũng là những cái người ta tin theo những cái tín điều khác nhau, cái giáo ấy, cái hệ thống giáo lý, giáo điều khác nhau ấy chứ. Mà nếu gọi theo bên chủ nghĩa xã hội hay là chủ nghĩa cộng sản thì đấy là lý tưởng đúng không? Cụ sẽ được đại diện là lý tưởng đúng không? Còn tôi không biết là với những người như là vợ cụ hay là con cái cụ muốn thờ cúng ông bà tổ tiên mà không được thì sẽ bị thời kỳ đầu ấy, sẽ bị cụ gọi là gì ạ? Hay là những người thờ cúng ông bà tổ tiên sẽ bị cụ gọi là gì ạ? Tôi không biết, nhưng mà chắc chắn có một thời kỳ bản thân cụ bây giờ vẫn được gọi là người theo lý tưởng đúng không? Lý tưởng cách mạng đúng không ạ? Thì đấy là câu chuyện của Ruồi Trâu này. Đó là câu chuyện về xung đột ý thức hệ
Và nó không đơn thuần là câu chuyện về giải phóng những người trẻ tuổi theo cách mạng và giải phóng nước Ý khỏi sự áp bức bóc lột của đế quốc Áo với sự tiếp sức của chế độ thần quyền của nhà thờ Công giáo La Mã, của các giám mục, các Hồng Y giáo chủ và của giáo hoàng thời đó, mà đó là sự xung đột ý thức hệ giữa những người ruột thịt với nhau vô cùng thân thiết. Tôi nghĩ rằng những người Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua, đặc biệt là giai đoạn năm 19, anh Cường đọc rồi à? Hay không anh? Rồi Châu có hay không ạ? Bây giờ lại quay lại câu chuyện. Vâng, như chúng ta đã biết, với người Việt Nam trong hơn 100 năm qua, trong vòng 100 năm qua, và đặc biệt từ năm 1954 đến năm 1975, thì có nhiều người miền Trung, miền Nam và kể cả những người miền Bắc nữa, rất nhiều người ruột thịt buộc phải đứng ở hai chiến tuyến khác nhau chỉ vì khác nhau về ý thức hệ. Ý thức hệ trong Rùa Châu nó được biểu hiện bằng ý thức hệ của những người đại diện là Arthur, là vô thần, là theo quan điểm gọi là quan điểm cách mạng, giải phóng nước Ý khỏi áp bức của đế quốc Áo, cũng như là sự can thiệp của chế độ thần quyền Công giáo La Mã, của các giáo, của giáo hội, giáo hoàng và các giám mục, Hồng Y giáo chủ, các linh mục v.v. Và một bên là đế quốc Áo, cụ thể hơn là hiện diện ở trong đây là hệ thống giáo luật, giáo lý của Thiên Chúa giáo, mà đại diện là Đức Hồng Y Montanelli, là chính là cha đẻ của người Châu ạ. Nước với lửa, nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà ở đây thì nước sông và nước giếng đã kình định nhau, không thể tìm được cái hướng chung, và cuối cùng phải vung gươm giáo với nhau, phải tiêu diệt nhau. Cho những người đang theo dõi live stream thì chắc chắn có bạn bè là người là tín hữu đúng không ạ, tín hữu Thiên Chúa giáo đúng không ạ, nhưng mà chắc là cha anh mình cũng từng đi theo cách mạng, thì tôi không biết trong trường hợp đấy có cái gì mâu thuẫn hay không ạ, và xử lý thế nào ạ. Nhưng mà cái mâu thuẫn thì tôi nghĩ rằng khi mà thông cảm nó với nhau ấy, quan điểm nó dung hòa được, thông cảm nó với nhau và người ta hiểu, người ta thấu hiểu nhau, thông hiểu nhau thì không có vấn đề. Nhưng mà khi người ta cực đoan quá, người ta không hiểu nhau được nữa, thì những người khác về ý thức hệ, khác biệt về ý thức hệ như trong Rùa Châu này, liệu có bước qua tình ruột thịt, bỏ qua tình ruột thịt để vung gươm, vung giáo với nhau hay không? Cầm súng lại đối địch với nhau hay không? Câu chuyện về ý thức hệ chính trị cũng như sự khác biệt về ý thức hệ tôn giáo, giáo điều, nó luôn là một sự nhức nhối, sự nhức nhối. Và tôi nghĩ rằng Rùa Châu chắc chắn vẫn được nhiều người đón đọc, bởi vì nó vẫn còn có ý nghĩa thời sự. Nó còn ý nghĩa thời sự nó không đơn thuần là một cái câu chuyện về lý tưởng cách mạng. Ở đây tôi xin dẫn cái lời ở trên Wikipedia, tức là họ nói rằng là khi mà cuốn tiểu thuyết Rùa Châu này được dịch xuất bản ở Nga năm 1894, thì đã đặc biệt sau cách mạng tháng 10 Nga ấy, thành lập nhà nước Liên Xô, Liên bang Xô Viết, và đặc biệt là nó được bán rất chạy ở Trung Quốc, và Liên Xô thời đó được in tới 2,5 triệu bản ở Liên Xô, và nhiều thế hệ người dân ở đây và các nước xã hội chủ nghĩa đã lớn lên ảnh hưởng của tác phẩm này và tinh thần khắc kỷ của nhân vật chính là Arthur, tức là Rùa Châu, một thanh niên đã hiến dâng cả cuộc đời, hy sinh tất cả tình cảm riêng tư cho lý tưởng cách mạng. Thì có lẽ là mọi người chỉ nhìn ở cái góc độ đó thôi, nhưng mà tôi lại đọc ở góc độ là khi những người ruột thịt khác nhau về ý thức hệ mà không dung hòa được với nhau thì họ sẽ xử với nhau như thế nào ạ? Họ bỏ qua cho nhau, chung sống với nhau, hay là họ sẽ cầm gươm, cầm súng để bắn nhau, giết nhau, tàn sát nhau? Thì đấy mới là một câu hỏi, và đấy có lẽ đấy là một cái giá trị muôn đời của Rùa Châu đặt ra, chứ không chỉ là cái câu chuyện về lý tưởng một thanh niên phục vụ lý tưởng cách mạng.
Bởi vì đứng ở góc độ thì đấy có thể là lý tưởng nếu như nó là tiên tiến nhân văn. Nhưng mà đứng ở góc độ những người đối địch thì họ lại không gọi là lý tưởng, họ gọi là phản loạn thì sao ạ? Họ gọi là tà giáo thì sao ạ? Đúng không ạ? Chúng ta tôi nghĩ là cần có nhiều cái quan điểm để tự mỗi người sẽ hiểu rõ hơn. Anh Cường bình luận là đã đọc hay chứ, vô tư đi ạ. Thì em nghĩ rằng nếu như mà trong gia đình mà hai người có cái quan điểm tôn giáo khác biệt ấy, hoặc là quan điểm hệ tư tưởng khác biệt mà thấu hiểu được nhau, thông hiểu được nhau thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như mà lại không thông hiểu được nhau, ngồi với nhau khoảng 5 phút thôi lại cãi nhau, và lúc đó lại là câu chuyện là con của ai theo tôn giáo nào, theo quan điểm chính trị nào, thì lúc đó mới là nguy hiểm. Lúc đó thì không là cái câu chuyện vô tư đi đâu ạ. Xin kể, bản thân tôi có một người bạn, là cậu này là thạc sĩ ở Hà Nội và là một người viết báo cũng khá nổi tiếng. Vợ cậu ấy là giảng viên của một trường giảng viên môn lịch sử đảng hay là cái gì đấy, nhưng mà đại khái liên quan đến đảng. Thì cậu ấy kể là hai vợ chồng cứ ngồi với nhau khoảng 5 phút là cãi nhau. Cứ bình thường cứ ngồi với nhau không thì không sao, nhưng động đến đảng, động đến chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội khoa học, là hai vợ chồng cãi nhau không dứt. Và sau là thỏa thuận là không bao giờ nói những cái chuyện đấy nữa. Nhưng mà thỏa thuận rồi, nhưng mà nếu như là có bất kỳ một câu chuyện gì trong gia đình ấy, nó liên quan đến cái thế giới quan, nhân sinh quan của hai người ấy, mà lại bàn luận, mà lại chạm đến câu chuyện đó, thì lại mâu thuẫn này không dứt, lại cãi nhau suốt ạ. Thì đấy mới là vấn đề ạ. Thấy rõ ràng hai vợ chồng không cùng quan điểm, không cùng ý thức hệ chính trị, không cùng tôn giáo và không dung hòa được với nhau, thì lại mâu thuẫn. Và mâu thuẫn nếu như không giải quyết được, không hai bên không thông hiểu nhau, mỗi người không lùi lại, thì không biết có chung sống được với nhau hay không ạ. Anh Cường nói rằng là gia đình anh theo hai tôn giáo ạ. Là tôn giáo gì đấy ạ? Anh theo Thiên Chúa giáo ạ? Còn vợ anh có theo đạo Phật không ạ? Hay là chỉ thờ ông bà tổ tiên ạ? Thế còn bố anh đi theo cách mạng à? Nhưng mà bình thường thì không sao đúng không ạ? Nhưng mà nếu như bây giờ bàn luận về một cái chuyện gì đó, ví dụ trong bữa ăn hoặc là khi mà họp mặt gia đình, hoặc là có dịp nói chuyện với nhau đúng không ạ? Mà mỗi người lại theo một quan điểm riêng, và ai trời không chịu trời và đất không chịu đất, thì không biết lúc đó sẽ giải quyết ra sao? Đã bao giờ phải đập bàn đập ghế, mặt đỏ gai gắt và đứng dậy chưa? Trong gia đình em thì cũng không đến mức đấy, tại vì là cũng không nhưng mà với họ hàng ấy thì cũng có một số người khi mà bàn luận về chuyện này chuyện kia, chỉ nói về tôn giáo thôi nhé, không nói về chính trị, quan điểm chính trị khác biệt, thì ví dụ như là đạo Phật sẽ lý giải thế này, nhưng mà ví dụ một số người trong họ hàng nhà em thì bảo là toàn những thứ tào lao, đấy là mê tín vớ vẩn luyên thuyên. Thế thì lúc đó làm sao ạ? Mình bảo vâng vâng, mình bảo vâng, bác nói thế là đúng rồi, hay chú nói thế là đúng rồi, cô nói thế là chuẩn rồi ạ, đúng không ạ? Cô bảo là chửi Đức Phật Thích Ca thế là đúng rồi, hay là cô chửi các thánh thần, hoặc là các vị anh hùng dân tộc mà được hiển thánh như thế là đúng rồi ạ, đúng không ạ? Hay là mình lại phản bác lại, nhưng mà cái quan có một điều rất khổ là họ không nghe, họ khư khư giữ cái quan điểm của họ. Mình thì có thể mở lòng ra, mình thông hiểu, mình thấu hiểu và mình chia sẻ, mình muốn, tức là người ta muốn hiểu nhau thì người ta phải trò chuyện với nhau đúng không ạ? Người ta phải nói chuyện với nhau thì người ta mới có thể hiểu nhau được chứ. Thế nhưng mà ai cũng chỉ giữ cái ý kiến đó của riêng mình, ai cũng cho rằng mình là đúng, mình mới là chân lý. Trong khi đó thì cái chân lý đấy không biết bản thân họ đã kiểm nghiệm được chưa, hay họ được nghe những người khác rót vào tai, họ đã nhồi nhét ở trong trường học, và họ lặp lại như những con vẹt. Họ có bao giờ họ ngẫm nghĩ không? Họ có thấy rằng giữa một cái lý thuyết họ được nhận và cái thực tế bây giờ nó khác nhau sao hoàn toàn không? Mà họ vẫn tin theo và họ quyết liệt bảo vệ cái tín điều đó, cái giáo điều đó, hay là cái quan điểm đó. Và nếu không khéo thì sẽ không thèm nhìn mặt nhau nữa, hay là đập bàn đập ghế, đứng dậy đập chén đập tung cả bàn ghế, tung cả chén lên. Tôi thì tôi chưa gặp những trường hợp đó, nhưng mà đỏ mặt gay gắt thì có rồi. Và trong những trường hợp đó thì mình
mình thôi mình cứ gật gật thôi cho nó xong chuyện ấy. Tại vì mình biết không thể, họ không mở lòng, họ quá cực đoan thì không thể thuyết phục nổi được họ, tại vì họ không nghe. Anh Cường nói rằng là anh chỉ chốt với mọi người là một câu là tôn giáo nào cũng hướng thiện trừ việc mê tín dị đoan. Không thì cái chuyện đấy là bình thường. Nhưng mà ở đây là cái quan điểm là trong gia đình ấy, những người ruột thịt với nhau mà lại không cùng tôn giáo hoặc là không cùng hệ tư tưởng, không cùng quan điểm về chính trị hay là thế giới quan, nhân sinh quan ấy, thì nó sẽ chi phối tất cả những cái đấy, nó sẽ chi phối cái nhìn của mình về cuộc sống, về quan điểm nuôi dạy con cái. Nó sẽ chi phối thế giới quan của mình, nhân sinh quan của mình. Và nếu hai người không thỏa thuận được với nhau, không thỏa hiệp được với nhau thì sẽ thành mâu thuẫn ạ. Mâu thuẫn vô cùng lớn ạ. Mâu thuẫn vô cùng lớn. Chỉ sợ rằng cái đến lúc đấy không phải là đập bàn đập ghế hoặc là hất tung mâm bát nữa, mà lại cầm dao, cầm kiếm hoặc cầm súng thì nguy ạ. Thì đấy là những cái điều mà tôi rút ra khi tôi đọc Ruồi Trâu ạ. Thật là buồn cười đến bây giờ mới đọc Ruồi Trâu, một cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng mà những người Việt Nam đã đọc từ những năm 80 hay 70, thậm chí là ở miền Bắc thì đọc từ những năm 60. Sao anh nói điều gì có bùng nổ ạ? Bùng nổ là sao ạ? Bùng nổ tức là hai bên không có đồng quan điểm với nhau đấy hả? Đồng quan điểm về về tôn giáo ấy hả? Đồng quan điểm về thế giới quan trong cuộc sống ấy hả? Nếu như mà không có đồng quan điểm về một số vấn đề thì nó cũng là bình thường. Nhưng mà quan trọng nhất là người ta có chấp nhận cái điều khác mình hay không ấy. Quan trọng là phải chấp nhận cái điều khác mình để sống được với nhau. Chứ sợ là lại không chấp nhận điều khác mình, chỉ cho mình là đúng ấy. Giữa hai vợ chồng anh ấy. Thế nhưng mà nếu anh theo Thiên Chúa giáo đúng không, thì tất cả các con cái trong gia đình phải làm lễ rửa tội và theo Thiên Chúa chứ, đúng không ạ? Vợ anh lấy anh thì cũng phải theo Thiên Chúa giáo chứ, cũng phải học giáo lý và phải làm lễ rửa tội khi mà lấy chồng chứ, đúng không ạ? Còn có đến nhà thờ hoặc có trở thành một con chiên ngoan đạo hay không nghe không biết. Nhưng mà kia là luật rồi, làm sao mà tránh được. Cách đây vài năm em cũng định đi tham gia một lớp giáo lý bên Thiên Chúa giáo ấy, của nhà thờ Đức Bà dạy ấy, nhưng mà về sau lại không thu xếp được thời gian. Có một số cô bạn là người Thiên Chúa giáo và có một số người bạn cũng không đến được với nhau, bởi vì là mỗi người một tôn giáo ạ. Người theo Phật giáo, người theo Thiên Chúa ạ. Vâng, ví dụ như trong gia đình anh thì hai người chỉ là theo, như anh nói là theo để theo cho theo thôi, tức là giống như là mình là những người tín đồ từ đời ông đời bà mình truyền lại ấy, thì mình cứ đi theo thôi và mình làm việc lành ấy, làm việc thiện ấy, tránh những cái việc ác. Nhưng mà có những người họ cực đoan lắm, có những người họ quyết liệt bảo vệ cái điều họ cho là đúng ạ, và họ đồng nghĩa họ đồng nhất họ với chân lý ạ, với những cái tín điều đấy. Và lúc đó thì cái tình cảm ruột thịt, ví dụ như tình vợ chồng, tình cha con mẹ con, tình bố con, tình anh em ruột thịt có khi cũng không giữ được đâu ạ. Không giữ được đâu ạ. Cái đấy là có thật mà. Trong chiến tranh khác nhau ý thức hệ, người ta cũng có thể giết nhau, mà anh giết em giết anh là chuyện bình thường. Hay bố từ mặt con, bố giết con là con giết bố, thì cũng có chuyện đấy xảy ra mà, không phải là không có. Đấy thì cái điều nguy hiểm nhất là đấy ạ. Và đấy là cái điều mà tôi đọc cái cuốn Ruồi Trâu này tôi tâm đắc, và theo tôi đấy là cái giá trị trường tồn của tiểu thuyết Ruồi Trâu. Mặc dù hiện nay cái phong cách tiểu thuyết này thì nó viết theo cái phong cách viết cổ điển, thì nếu như mà những người thích phong cách viết tiểu thuyết hiện đại hoặc văn chương hiện đại đọc thì như tôi chỉ đọc lướt để xem cái diễn biến như thế nào, chứ còn cũng hoặc là một số đoạn quan trọng ấy, những cái đoạn đối thoại giữa Arthur và Đức Hồng Y giáo chủ thì mình mới đọc kỹ để xem là tác giả biện luận, tác giả phát biểu cái quan điểm như thế nào thôi, để mình biết cái thời đó như thế nào thôi. Chứ mình cái bút pháp của cái tiểu thuyết này thì tại vì nó là tiểu thuyết cổ điển, tiểu thuyết được viết cách đây hơn 100 năm rồi, cho nên nó viết theo cái lối cũ viết cũ thì mình không còn bị hấp dẫn về cái cách viết nữa. Nhưng mà cái nội dung của nó thì cái giá trị của nó chia sẻ thì mình vẫn chia sẻ được, mình vẫn chia sẻ được về cái câu chuyện, về cái câu chuyện là những người ruột thịt với nhau nếu khác nhau về quan điểm, triết học, về hệ tư tưởng,
về tôn giáo, về quan điểm chính trị ạ, mà không dung hòa được với nhau thì liệu rằng người ta có bỏ qua cái tình ruột thịt để cầm gươm, cầm giáo, cầm súng giết nhau không ạ? Đấy mới là điều kinh khủng ạ, đấy mới điều đáng quan tâm ạ. Đôi đời chia sẻ với mọi người, hy vọng là mọi người đã đọc Người Châu rồi thì có thể cũng chia sẻ thêm để mình được biết thêm những cái giá trị của những cuốn sách này ạ, của cũng như là nhiều cái tiểu thuyết khác ạ. Và hy vọng rằng là trong cuộc sống thì luôn luôn có cái sự tôn trọng sự khác biệt và có cái tìm cách chung sống hòa bình với nhau ạ. Và đừng bao giờ đồng nhất mình với chân lý ạ, vì điều đó là vô cùng nguy hiểm, vô cùng cực đoan ạ. Rất nguy hiểm ạ. Đó cũng giống như câu chuyện vừa rồi ạ. Tôi chỉ xin nói thêm một chút về tôn giáo, về tâm linh. Nó giống như câu chuyện vừa rồi ở chùa Ba Vàng ấy. Thì cái việc thỉnh vong đấy thì có nhiều người cho rằng mê tín dị đoan ạ. Nhưng mà thực ra ở trong các tôn giáo đều có ạ. Ở trong Thiên Chúa giáo cũng có bắt quỷ mà, cũng có các linh mục làm phép trừ tà mà, đúng không ạ? Nhưng mà câu chuyện ở chùa Ba Vàng thì người ta đánh vào cái việc đó là người ta nói rằng là lấy tiền, rồi tạm biệt sếp, người ta lấy tiền để làm cái việc đó và báo lao động thì cho rằng là một năm thu hàng trăm tỷ đồng không biết đi đâu ạ. Thế nhưng mà thực chất cái bản chất của cái câu chuyện ở đó là người ta còn tranh cãi là có một thế giới tâm linh hay không, và có cái linh hồn hay là có cái ý thức còn tồn tại sau khi chết hay không, và liệu rằng có thì nó có tác động gì đến theo chiều ân và chiều oán đối với con người đang sống hiện nay hay không. Thì lại không ai bàn cái chuyện đó đến thấu đáo, bởi vì làm sao mà bàn được cái đấy, làm sao mà đem iPhone hay là Facebook hoặc là iPad ra đo được, đúng không ạ? Anh không thể đem tên lửa ra đo được, không thể đem AI ra đo được, không thể đem trí tuệ nhân tạo hay là các phương trình hay các đẳng thức ra đo được, mà cái đấy nó thuộc về đời sống tâm linh mà tôn giáo nào nó cũng có. Ngoài cái phần triết học thì nó có cái phần về tâm linh, về cúng lễ, về những cái thế giới vô hình mà không thể đem khoa học kỹ thuật của phương Tây ra căn ke nó đúng hay sai. Và rõ ràng đó là cái việc khác nhau một quan điểm. Và rất nhiều người ạ, rất nhiều người, tôi nói là rất nhiều người không thuộc tôn giáo hoặc là kể cả thuộc đạo Phật nữa, nhưng mà họ cũng chưa tìm hiểu kỹ, họ đã vung gươm dao lên rồi, họ thoá mạ kinh khủng, vô cùng cùng kinh khủng. Mà điều quan trọng nhất ở đây, trước một sự việc khác biệt, kể cả báo chí đăng hay chăng nữa, thì cũng cần phải có một cái độ lùi để tìm hiểu xem là nó như thế nào. Mình phải mở lòng mình ra, mình phải lắng nghe, là tìm hiểu xem nó như thế nào, mình phải lý giải xem tại sao, thay vì đồng loạt chửi bới rồi đồng loạt vung gươm, đồng loạt ném đá thì sợ quá, thực sự là hoảng sợ. Và sau khi Ba Vàng xong thì người ta lại tìm những cái chỗ khác để chửi. Nhiều người cũng cho rằng mình theo dân chủ, bảo vệ nhân quyền, quyền tự do, và nhưng mà lại người khác ý kiến với mình thì lại cũng chửi lại ngay, cũng đập chết ngay, bảo hò reo tất cả mọi người vào cùng chửi, cùng đánh. Quan điểm đấy vô cùng nguy hiểm, rất nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng chính vì thế cái giá trị của Ruồi Châu nó vẫn còn tồn tại ạ. Là khi khác biệt về quan điểm thì cần phải lắng nghe và tìm hiểu để hiểu nhau ạ, và có cách giải thích, thông hiểu nhau, thay vì thóa mạ, ném đá hay là vung gươm, vung giáo. Thì tất cả các vấn đề đều như thế. Còn riêng lĩnh vực tâm linh thì thôi, tôi không dám nói, tại vì đấy là một cái lĩnh vực khác. Lĩnh vực đó thì cũng có người cho là tâm linh, nhưng mà đồng thời cũng có người cho rằng mê tín dị đoan, nhất là khi nó bị lợi dụng để kiếm tiền hay là kiếm quyền các thứ đó, thì đấy là một câu chuyện khác. Nhưng mà câu chuyện ở đây tôi muốn nhấn mạnh trong cuốn Ruồi Châu này mà tôi đã chia sẻ, đó là quan điểm, đó là câu chuyện khi những người thân yêu ruột thịt khác nhau về hệ tư tưởng, khác nhau về quan điểm triết học, khác nhau về tôn giáo, mà không tôn trọng nhau, không tìm cách thông hiểu nhau, lắng nghe nhau, luôn luôn cho rằng mình là đúng, bắt người khác phải theo mình, thì rất dễ
gây ra sự hố sâu ngăn cách và cuộc tương tàn này. Cuộc tương tàn và không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Người ta sẵn sàng bước qua tình cảm ruột thịt, bước qua ruột thịt, giết nhau từ mặt nhau ạ. Rồi đấy, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hy vọng rằng sẽ có dịp chúng ta sẽ cùng còn trao đổi thêm về nhiều cuốn sách khác. Và sẽ có dịp tôi sẽ cùng trao đổi với quý vị cái cuốn Buôn Dặm Không Mây của Tôn Thư Vân, một cuốn sách rất hay, đặc biệt vô cùng thích hợp với các bạn ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, là những người sống từ miền Bắc, từ bờ Bắc sông Bến Hải trở ra, hoặc là những người chỉ tin vào iPhone, iPad và tin vào Thánh Trôm, Chúa Trời Donald Trump, tức là đô la. Cảm ơn quý vị. Ai đọc quyển này rồi trâu rồi nhé thì nhớ chia sẻ nhé. Vì biết đâu tôi sẽ học được thêm những cái điều từ quý vị chia sẻ từ cuốn Rùa Trâu ạ.